Chân dung và cuộc đời của Dung Phi Hòa Trác Thị trong lịch sử. Số phận của Hàn Hương Kiến trong tiểu thuyết nguyên tác và ba lần móc họng Càn Long trên phim Như Ý Chuyện. Không hổ danh chễm chệ ở ngôi Thái Hoàng Thái Hậu, bà nội Càn Long. Đây là sản phẩm của kênh YouTube Oanh Tạc Hậu Cung, vui lòng không sao chép và dì úp video dưới mọi hình thức. Theo nguyên tác tiểu thuyết, Dung Phi có xuất thân Hàn Bộ, thuộc khu vực núi Thiên Sơn, là con gái của Đài Cát A Đề. Thân thể của Hương Kiến tỏa ra mùi hương ngọt của loài táo, nên tộc nhân xưng hô là Hương Phi, là đệ nhất mỹ nhân của Hàn Bộ. Vốn luôn cự tuyệt Càn Long vì muốn thủ tiết cho vị hôn phu đã vong mạng. Vì say mê sắc đẹp của Hương Kiến, Càn Long lệnh Như Ý khuyên cô trở thành phi tử của mình, do vậy đặc cách phong Dung Quý Nhân, từ đó lên Dung Tần, độc sủng cả hậu cung. Cũng lúc này, Như Ý bị Thái hậu ép đưa cho Hương Kiến uống thuốc vô sinh, hoàng đế biết chuyện trách Như Ý ghen tuông ra tay tát kế hậu, từ đó khiến tình cảm giữa hai người càng rạn nứt. Từ khi Ngụy Yến Uyển đắc thế, Hương Kiến tỏ ra chán ghét, Càn Long cũng miễn cho Hương Kiến không cần hành lễ, cũng miễn cho Hương Kiến đến Vĩnh Thọ cung thỉnh an. Ở cuối bộ truyện, Hương Kiến theo kế hoạch của Hải Lan, an bài Uông Phù chỉ từng bước hạ bệ Ngụy Yến Uyển. Tiểu thuyết kết thúc là vào năm Càn Long thứ 59, khoảng thời gian này Dung Phi trong lịch sử đã qua đời, tiểu thuyết không nêu rõ kết cục của Hàn Hương Kiến. Nhân vật tuy mang phong hiệu của Dung Phi Hòa Trác Thị, song câu chuyện và truyền thuyết lại dựa vào nhân vật truyền thuyết Hương Phi. Trên phim, sau lần đòi chết hụt vì Càn Long toan lao vào cưỡng bức, Hàn Hương Kiến đã có cuộc tâm tình chị em với kế hậu. Tiếp đến, Càn Long cho người xây dựng Bảo Nguyệt Lâu để lấy lòng Hàn Hương Kiến. Dưới sức ép lên tộc nhân, cuối cùng Hương Kiến cũng chấp nhận thị tẩm. Qua sáng hôm sau, Hương Kiến mặc trang phục của phi tần Mãn Thanh rồi đến thỉnh an hoàng hậu. Nàng nán lại xin được nói chuyện riêng với Như Ý. Lúc này, Hương Kiến bày tỏ rằng nàng vốn không thích người dâm dê đê tiện như Càn Long, nên không muốn sinh con cho hắn. Sau đó, Như Ý mang thuốc triệt sản do Thái hậu chuẩn bị đến cho Hương Kiến uống. Sau khi biết chuyện, Càn Long đã tức giận đánh Như Ý. May thay, Thái hậu đến kịp lúc và giải vây cho Hoàng hậu. Sau này, vì cảm mến đức hạnh của Hoàng hậu, Hương Kiến một lòng đầu quân về phe của Như Ý. Từ đó nàng không ngại ngần đối đầu với vệ Yến Uyển, hay thậm chí là mạnh dạn đáp trả Càn Long không thương tiếc, để bảo vệ kế hậu. Dưới đây là ba lần Hàn Hương Kiến bán lưỡi câu, móc họng Càn Long trên phim. Lần thứ nhất là trong tập 77, khi Hoàng thượng nghi kỵ mối quan hệ giữa Như Ý và Lăng Vân Triệt, đã ra tay hành hạ Lăng thị vệ thành thái giám, rồi ban cho Hoàng hậu hòng tra tấn tinh thần. Lúc này, Hương Kiến đến dưỡng tâm điện, Càn Long vui mừng ra mặt, vì hiếm khi thấy Thái Hoàng Thái hậu đại giá quan lâm. Ai mà có dè, chưa kịp vui được 5 giây, đã bị bà nội chất vấn một tràn. Nào là Hoàng thượng thì không nên đối xử với Hoàng hậu như vậy, Hoàng thượng thì không nên có lòng nghi ngờ Hoàng hậu. Hoàng thượng không nên không biết phân phải trái mà trừng trị nghiêm khắc Lăng Vân Triệt, lại càng không nên đem tiểu lăng tử vào cung của Hoàng hậu hầu hạ. Hoàng thượng nghe xong thẹn quá hóa giận, te dẹt đi chỗ khác, rồi còn đổ thừa chuyện Hoàng hậu triệt sản Hương Kiến. Hương Kiến đáp lại, chuyện không muốn sinh con là do ai ra tự nguyện, đừng có mà kiếm chuyện chút giận lên Hoàng hậu. Lần thứ hai là trong tập 80, trong chuyến tuần du phương Nam đến Hàng Châu. Dung Tần được Hoàng thượng triệu đến, nhưng mãi không thấy đâu. Vừa đến Càn Long ân cần hỏi, sao nàng đến trễ vậy? Thì nữ nhân đoạt cúp vô địch vòng loại Olympic bộ môn leo núi, leo hẳn lên đầu Càn Long trả lời rằng, ủa cha, tôi đi ngắm bông mai với bà chế tôi ở Côn Sơn, tôi đến trễ đó, đâu phải là ông không biết mà còn hỏi, vui rẻ không muốn, cứ bắt chị cọc lên vậy. Quê quá, nên Hoàng thượng hỏi tiếp là tâm trạng của Hoàng hậu đã đỡ chưa? Thái Hoàng Thái hậu chưa được 10 ban tọa, đã tự ngồi xuống và đáp, con quan tâm đến Hoàng hậu như vậy thì tự đi mà hỏi, hà tất phải vòng vo đi hỏi ai ra làm chi. Càn Long ôn tồn bảo, Dung Tần nàng có thể ra dáng phi tần mà nói chuyện với trẫm không? Bà nội đáp, nếu con thích kiểu ỏng ẹo hay thì đi kiếm lệnh quý phi là được. Còn ai ra ngồi chễm chệ trên ghế Thái Hoàng Thái hậu, nên ta trả lời vậy đó, chịu không chịu thì cũng dáng mà chịu. Ê, nàng đừng ỷ trẫm sủng ái nàng mà ăn nói không biết chừng mực vậy nha. Ủa, chắc bà nội mày cần sủng ái vậy quá, nói rồi đứng sòng sọc lên cáo lui. Lần thứ ba là cũng trong tập 80, khi các phi tần cùng Hoàng thượng đang dùng điểm tâm sáng. Lúc này, Dung Tần cà khịa Hoàng thượng tối qua chơi ô rể, thâm quầng đỏ mắt vậy, ăn sáng nốt trôi sao. Như Ý trong lúc khuyên Hoàng thượng bớt chơi xả láng lại, làm ơn để dành sức dùng, thì chợt đưa ra chủ ý nhờ Hương Kiến khi hồi cung, dạy cho các vũ cơ trong cung điệu múa hồ tuyền của cô. Hương Kiến đáp rằng, vũ cơ trong cung dẫu múa đẹp cách mấy, cũng không quyến rũ bằng vũ khí thấp hèn bên ngoài. Thần thiếp không muốn phí sức. Với lối trả lời quăng móc câu như này, thì Càn Long đang hút canh mà nghẹn lại như ăn đấm nuốt sôi vậy. Biểu cảm lúc đó đúng kiểu sượng chân, không hiểu sao đã chơi ký nữ lén lút rồi, mà còn bị bốc phốt công khai trước bàn dân thiên hạ.
Do bị bóp chát đột ngột nên Càn Long mặt cứ đần ra không biết nói gì, định ngồi ăn sáng một chút tái tạo sức lao động cũng không yên nữa. Còn trong lịch sử, Dung Phi Hòa Trác Thị là phi tần của Thanh Cao Tông Càn Long Đế. Xuất thân là người Hồi giáo, Dung Phi là một trong những phi tần của Càn Long Đế để lại nhiều truyền thuyết nhất. Trong truyền thuyết Trung Cận Đại, Dung Phi thường bị ngộ nhận là nhân vật huyền thoại Hương Phi, một mỹ nữ tuyệt thế cũng có nguồn gốc từ Duy Ngô Nhĩ. Nhiều người tin rằng Dung Phi chính là nguyên mẫu của nhân vật Hương Phi. Theo Thanh Sử Cảo ghi lại, bà là con gái đài cát của hồi bộ tên Hòa Chát Lãi, quê quán ở vùng Tân Cương. Thời gian mà Dung Phi nhập cung không được đề cập chính thức, trong Thanh Sử Cảo lẫn Thanh Thực Lục, chỉ biết khi vào cung thì Hòa Trác Thị đã được phong làm quý nhân. Khi ấy, Hòa Trác Thị được đích thân kế hoàng hậu Na Lạp Thị dạy dỗ quy củ. Truyền thuyết ghi lại, khi bà vừa tiến cung, cây vải phương Nam ra hơn 200 trái, khiến bà được cho là người có phúc. Bên cạnh đó, bà là giai nhân sở hữu ngũ quan sắc sảo, cùng tướng mạo tú lệ, nên vừa nhập cung đã được phong quý nhân, mà không phải qua cấp bậc thường tại và đáp ứng, chứng tỏ Càn Long Đế rất coi trọng chuyện này. Năm Càn Long thứ 26, 1761, Hòa Trác Thị được tấn lên tần vị, tức Dung Tần. Giả sử nói rằng Càn Long Hoàng Đế còn cho xây Thanh Chân Tự, cho phép bà mặc trang phục của dân tộc mình ở trong cung. Mọi thói quen sinh hoạt và tín ngưỡng tôn giáo của bà đều được Hoàng Đế quan tâm và coi trọng. Ông còn cho mời đầu bếp đạo Hồi vào cung để nấu ăn cho bà. Tại Viên Minh Viên nơi mà bà sống, Càn Long Đế còn dành phương ngoại quán cho bà làm nơi tế lễ, đặc biệt còn cho người khắc văn kinh Cô Gian lên bức tường bằng đá Đại Lý. Có lời đồn còn nói Càn Long Đế đã vì bà mà còn cho xây Bảo Nguyệt Lâu, hiện tại là Tân Hoa Môn của Trung Nam Hải. Năm Càn Long thứ 30, 1765, Càn Long Đế tiến hành Nam Tuần, Dung Tần Hòa Trác Thị là một trong những tần phi theo tùy giá cùng Hoàng hậu Na Lạp Thị. Năm đó xảy ra sự việc thất sủng đột ngột của Na Lạp Hoàng hậu. Năm Càn Long thứ 33, 1768, Hoàng Đế ra chỉ tấn Dung Tần thành Dung Phi. Từ ngày Hoàng hậu Na Lạp Thị bạo băng, Càn Long Đế không lập Hoàng hậu nữa. Đến khi lệnh ý Hoàng Quý Phi quy thiên, Càn Long Đế cũng không phong Hoàng Quý Phi. Trước đó, khi Khánh Quý Phi Lục Thị tạ thế, Càn Long Đế vẫn không phong thêm ai làm Quý Phi. Do vậy, từ năm 1775 trở đi, trong hậu cung thì hàng vị Phi là cao nhất, Dung Phi cũng là một trong số ấy. Năm Càn Long thứ 53, 1788, Dung Phi qua đời, hưởng dương 55 tuổi. Càn Long Đế đã theo di nguyện của bà mà hạ lệnh, đem những vật phẩm đã ban tặng cho bà trong mấy chục năm qua, tặng lại cho các công chúa, cách cách cùng các phi tần khác và người hầu. Dung Phi không có con cái, lúc sống cực kỳ yêu thích Cố Luân Hòa Hiếu công chúa. Thập công chúa luôn rất tâm đầu ý hợp với bà, được bà yêu thương như con gái ruột. Dung Phi vì bệnh nặng sắp qua đời, mà không thể tận mắt nhìn thấy thập công chúa xuất giá, có phần tiếc nuối nên của cải để dành cho công chúa là nhiều nhất, ước tính khoảng hơn 240 kiện. Bạn nghĩ gì về cuộc đời của Dung Phi trong lịch sử và trong hậu cung như ý chuyện? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video hấp dẫn nhé. Người bạn của tôi, chúc bạn một ngày tốt lành.